Báo là phải báo cho tới đúng không mọi người? Bữa nay là tôi báo tới phần 3 nè. Báo là phải lôi kéo mọi người đi theo báo cho nó vui. Thì ngủ bà Quyền Phi nè, ông Hải là chồng của bà Quyền Phi đó. Còn những ai nữa, Hanh Nhí nè, rồi anh Thiện Nhân nữa. Bữa nay là báo qua tới Bến Tre luôn đó. Thì mọi người biết ai rồi chưa? Chắc chưa đâu, để tôi nói luôn cho nó rồi. Thì đường Lâm Tú Tú đó. Mà con cái là đường vô nhà ha. Đường mập mờ tăm tối mà lối đi về không có ngày mai luôn á má. Bình thường mà tự nhiên giờ này nó hết ông nội tôi rồi. Giống như con vịt luôn á trời. Tao nói mày trời đánh tránh bữa ăn, hai chị em tao đang ăn cơm mà nó xuống đây. Ủa tiếng tôi kỳ thiệt luôn á trời. Rồi nói nè. Tao nói trời đánh tránh bữa ăn. Hai chị em nhà bé vàng nè. Bé vàng với lại đường Lâm Tú Tú tao đang ăn cơm. Cái tự nhiên nạp vô hai chị em bỏ tô cơm luôn. Chúng tôi giờ bé quan không có. Chiên trứng chưa ăn xong muốn mọi người. Làm con gà chưa có luộc luôn đó. Tao đẹp quá. Ông cái tay con được. Tay có quá nhiều nguyệt thẹn nè. Đó. Phải không? Hay là bị tiểu đường. Tiểu bà đậu như này. Còn tới cái khúc này á, bà cố Quyền Phi ha, tao nói tới tức chết đi được á. Trời ơi, vô nhà người ta nói dưa hấu rồi, cúng từ hồi Tết vợ. Tại vì nó tào lao không, tào lao thấy ghê không. Rồi tới cái khúc này nè, rồi bà Quyền Phi mới diễn quá. Trời ơi, nó ăn nó mát mà nó lạnh luôn á. Ở bé vàng hay là tú tú gì á, lấy cho cái mền đi đắp vô nó lạnh quá. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Không biết là có lạnh dữ lắm không mà ông nội Hanh Nhí đi chặt ba cái dừa nước ha. Mà trời nắng chang chang vậy đó. Rồi mặc cái áo mưa vô. Tôi thấy vậy tôi nhảy xuống tôi chặt liền. Rồi cuối cùng Hanh Nhí chặt không được luôn. Rồi cái tới cái khúc đó là cái máy quay là quay không được, nó không quay được cái suột mà đi chặt dừa nước luôn đó. Chặt không được rồi giờ làm gì nè. Đó 1 2 3 bụp một cái ha. Là cái cây củi ha, nó muốn gãy ra làm hai luôn đó. Đó. Không không. Đó không. Đâu, cắp ơi, cắp đây. Ờ sao cắp? Cái này mình đắng cái này luôn á. Cắn cái đầu nó ngọt lắm. Đâu cắn cắn này thử coi. Cái đầu nó ngọt. Ôi ơi bà ơi bà, dừa nước là người ta chặt cái gì nè. Không biết nữa, hồi đó giờ kiểu như là lần đầu tiên ăn mà không biết nó ăn sao nữa. Cái khúc này là tôi nói chứ Hành Nhí không có nói nha. Mà thật sự luôn nha, dừa nước á nó ngọt thanh luôn á. Lần đầu tiên mà ăn được dừa nước vậy nó ngon gì đâu á. Rồi ăn dừa nước xong còn cái nét diễn giả chăng luôn. Khi tôi quay vậy chứ tôi biết hết trong bụng. Clip này bị vlog chắc luôn á. Rồi bây giờ xúm nhau mà chụp hình nè. Để làm vài tấm hình rồi còn làm kỷ niệm. Rồi 1, 2, 3 chụp. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Rồi đó, chụp hình xong rồi đó. Giờ tôi vô tôi nấu phụ đường Lâm Tú Tú nè. Rồi mọi người biết cái này là cái gì không? Ếch này là hồi mình nấu cháo là mình làm cháo Singapore đó. Rồi cái món kế tiếp là canh gà nè. Gà thì mình đem đi xé rồi mình trộn gỏi. Còn cái canh gà đó đó, rồi hồi mình uống. Cái người mà đứng kế bên quắc đó là mẹ của đường Lâm Tú Tú đó nghe. Mấy ba mấy mẹ ngoài kia ha. Ủa đường Lâm Tú Tú hả chứ không phải đường Lam Tú Tú hả? Trời ơi, hổm gà tôi tưởng đâu là đường Lam không đó. Tú thì tú dọn gà để cho ăn. Còn cái bà này bà nằm như vậy nè. Vậy mà nói trên clip tôi nấu đó nghe. Sự thật ê chề ha. Đường Lâm Tú Tú cũng bao che luôn. Dám nói là cái món ếch này á là bà Quyền Phi mới nấu. Rõ ràng là tôi vô tôi phụ nấu rõ ràng vậy đó. Đăng lên rồi nói cháo ếch Singapore á là Quyền Phi nấu đó. Sau cái hậu trường đó là tôi nấu với Tú nấu đó nha. Rồi giờ bà Quyền Phi nè, hãnh hùng ơi tôm đó ha. Đường Lâm Tú Tú người ta luộc vậy đó. Mà lên cái nét diễn ha, nói tôi nấu á nghe mọi người, tôi luộc tôm hồi nãy giờ đó. Mà ngặt lắm nghe, bật cái máy quay lên là diễn, bật cái máy quay lên là diễn liền. Tôi là tôi không có hề diễn luôn đó. À anh nấu á. Dớt ăn thử coi anh nấu vừa ăn không mấy đứa. Ừ trời ơi, vậy mà nhờ vậy clip này flop. Nhờ cút chạy lên, nhờ cút chạy lên flop. Ví dụ mày ăn bình thường là người ta coi, còn mày ăn là người ta lướt qua luôn. Tao tưởng là tâm thần diễn đấy em, tao đâu có coi mấy cút đó đâu. Anh Hùng ơi, thật sự luôn là cháo ếch Singapore này nó ngon thiệt luôn á. Chưa kịp ăn nữa là chụp hình nữa rồi. 1, 2, 3. Tự nhiên đưa nó cháy. Mọi người biết không, giờ đã cháo. Rồi mọi người xúm lại ăn hết trơn rồi. Rồi bây giờ tới ông Hải nè. Buông cái đũa, buông cái muỗng xuống là gung đó. Mà nói thiệt à. Cái đổi là ngon quá, chịu không nổi. Trộn nước bớt cơm cho trộn này. Trời ơi, nổi mặn lắm lắm nha trời, còn nhiều lắm. Nước không kìa. Anh Hải nói gì? Không ăn nguyên khổ luôn á. Trộn đang ăn cơm mà sao mấy người này kì. Ủa này em nấu đó, em đang nghĩ anh ăn review cho em. Anh không ăn, anh chê dở rồi đi qua nhà người ta làm. Đó, quá trời không bao giờ ngon. Ngon thiệt, nó giờ thấy ngon không à. Nó cái này ngon không nè. Nó ngon, bao chua bao giờ được ăn chó thì là bao ngon vậy luôn. Không mà thì anh muốn ăn hết này thì ăn đi, ra nói gì đâu. Nhưng mà đừng quay nữa. Đừng quay. Thôi nè, chồng một mình chồng tôi ăn mà hả, hai ba cái camera chĩa. Thôi nè, tao không có chĩa. Không có chĩa à. Không mắc cỡ luôn nè mấy bác ơi. Rồi đãi ăn uống no nê, rồi đó giờ về nè. Mấy anh chị đi báo với quắc là người ta đi về hết rồi. Rồi giờ tôi đi báo tiếp nha mọi người.